Thầy chào các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau buổi thứ hai. Chúng ta sinh hoạt về chủ đề của chúng ta là an toàn giao thông. Thế thế nào? Lần trước thầy đã giới thiệu và các bạn đã được làm quen với các loại biển báo giao thông đúng không? Vậy hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về vấn đề giao thông an toàn. Một. Sai rồi, tại sao?
No.